Hôm nay thì anh sẽ kể cho em cái câu chuyện anh khởi nghiệp. Để mà kiếm được 1 triệu đô đầu tiên nó phải ra làm sao? Anh xuất phát điểm ở quê lên, bố mẹ anh cũng không có điều kiện. Thực ra là ngày xưa như anh phải là nghèo nhất làng. Lớp 9 thì anh đã phải ra Hà Nội để anh đi làm thợ vôi vữa để lấy tiền về đi học. Cứ hè ra Hà Nội sẽ làm. Thì đến cấp 3 cũng vậy, cứ hè là lại ra Hà Nội làm. Nhưng mà những năm tiếp theo thì được may mắn là anh trai của anh lại giới thiệu được cho anh những cái công việc làm nó nhẹ nhàng hơn và thu nhập tốt hơn. Thì hồi đấy thì mức lương của anh có thể là một ngày thì có thể bằng các bạn kế toán làm một tháng. Đó là những năm hè cấp 3. Thì được ăn cơm bụi Hà Nội khoảng 1.800, 2.000 này. Mà lương kế toán hồi đấy chỉ khoảng 400-500 thôi. Thì anh đã làm từ hồi đấy rồi. Nhưng mà rất may mắn là mình có thêm rất là nhiều cái kinh nghiệm trải về cuộc sống. Nhưng mà những cái gì nó thuận lợi quá với mình như thế, tức là đối với anh ấy thì anh ấy luôn cảm ơn cái hoàn cảnh nó khó khăn như vậy để mình được tôi luyện, rèn luyện đến bây giờ. Thì khi mình đã kiếm tiền, tức là lúc đầu gia đình nhà mình rất là khó khăn, mình đi kiếm được tiền, cái đồng tiền đấy nó rất là thì lại dễ. Dễ thì mình lại không biết trân trọng đồng tiền nữa. Vì mình đã sống trong nghèo khó tự dưng mình có tiền mà, thì mình có thể lại chơi bời, không biết quý trọng cái đồng tiền mình kiếm ra. Nhưng mà anh thì lại đến năm 20-21 từ đầu khi anh bước vào đại học thì anh đã mở công ty riêng rồi. Lúc đấy anh đã có một công ty nội thất. Và lúc đấy thì những cái năm đấy thì cái ngành bất động sản Việt Nam nó đang phát triển. Và lúc đấy thì cái ngành nội thất đi theo ngành bất động sản thì cũng rất là tốt. Thế nên là công việc làm ăn của anh rất là nhiều thuận lợi. Ngày xưa chỉ cần là làm sao để cái từ khóa tìm kiếm thiết kế thi công nội thất của mình nó lên tốt là được. Thì người ta tìm đến mình. Mà mình lúc đấy thì mình mới vào đại học năm nhất năm 2 làm gì đã biết thiết kế là gì đâu. Thế là thuê một ông thiết kế về. Đấy, em gọi anh đến, anh đo, anh thiết kế chẳng hạn, anh lại cầm bản vẽ thiết kế đấy cho em duyệt. Sau khi em duyệt xong thì anh làm báo giá thế xong anh về anh thành thách, anh đặt hàng, anh thi công và cho họ đến lắp nhà em là có tiền. Đấy là những năm vừa đi học vừa đi làm của thời sinh viên. Thì khi kiếm được đồng tiền ấy, lúc đấy vẫn rất là ham làm giàu và cũng rất là chăm chỉ, nhưng chưa có chơi bời, chưa có sa ngã gì cả. Thì đến khi mà thị trường bất động sản nó sập năm 2012 thì bắt đầu là mình đã đi theo anh chị làm bất động sản, mình đã làm công trình hoàn thiện rồi. Thì ngày xưa là anh chị bán được thì mình bắt đầu mình thu được tiền. Thế là khi mà thị trường nó sập thì anh chị thì bị ngân hàng thu hết, còn mình thì hàng thì ở trong nhà người ta có tháo được đâu, cũng mất hết. Thì bắt đầu là công ty dính vào nợ. Vì lúc đấy không phải là làm 1-2 căn nữa mà làm vài chục căn nhà một. Đó. Mà với một cái đứa tuổi còn rất ít như mình như thế thì thật sự luôn là nhà cũng không có điều kiện để xoay sở. Lúc đấy còn nhớ là về định cắm sổ của bố mẹ vay 400 triệu thôi. Số nợ mình nó lại nhiều hơn rất là nhiều, nhưng mà xoay để gượng công ty mà lúc đấy cũng không thể xoay được. Vậy đấy, thế là bắt đầu là tìm cái cách nào đấy để cứu được công việc, để kiếm được tiền. Thì bắt đầu là nghĩ đến là chơi cược. Đấy, nhưng mà cược thì đúng là bác mần chả thế nào được bây giờ. Càng mất thì lại càng mất thêm. Thế là vỡ nợ vào năm 2013. Một số tiền cũng rất lớn, vừa lãi công trình, vay người thân, mất rất nhiều người mà mình rất quý trọng người ta. Và đến bây giờ chắc chắn là mình vẫn tiếc về những mối quan hệ đấy. Khi mà mình khó khăn họ giúp mình, nhưng mà chỉ vì là mình lúc đấy mình chưa đủ tỉnh táo. Và mình mất đi những cái tình bạn như thế. Là sau này anh rất là trân trọng cái việc đấy. Thế đến năm 2014 thì anh lấy vợ. Lúc đấy vẫn còn mắc nợ khá là nhiều tiền. Thì cũng rất may là bắt đầu đi làm trở lại được, thì nhận được một số công trình. Mới đầu tham gia vào quay trở lại công việc sau khi mà bị vỡ nợ, nhận được một số công trình ở Vịnh Hạ Long cũng rất là lớn, nói chung là cũng trả được khá nhiều nợ. Thế xong rồi thì học bán hàng online, thì cũng cơ duyên thì cũng làm được bán hàng online và cứ chạy quảng cáo. Ngày xưa thì cứ chạy quảng cáo là thắng thôi, thì cứ làm như thế thì là cũng trả được hết nợ. Rồi sau 1-2 năm thì cũng mua được những cái nhà đầu tiên, thì cứ thế làm dần lên. Đến bây giờ thì nói chung là cũng đã có những cái trải nghiệm nhất định về cái ngành online đấy. Thì lát nữa thì anh sẽ kể cho em về cái việc bán hàng online như thế, làm sao chúng ta bán hàng online và những cái thế hệ đầu tiên bán hàng online nó sẽ làm sao. Anh nghe điện thoại đã.